Ở đây đông quá. Hôm nay ở đây đông quá. Trời nóng lắm luôn. Trời nóng nó chú vô tiệm nó. Vô tập nha em. Khung hình. Cái này là đồ nướng, lò nướng nè. Bán đủ thứ đồ. đèn ngủ nè, trái banh cũng bán nữa. Ly tách nè, cái ly một thứ đồ. Thỏ dễ thương, trang trí. Ly. Cho từ thiện, đồ cũ người ta cho từ thiện ở đây bán để góp tiền quyên tiền. Mấy đồ này còn là đồ cho ở đây bán để từ thiện quyên tiền từ thiện gì đó. Dạ yeah. Bây giờ cái con tóc này nó có chịu. Chán gì ghế đồ đẹp luôn. Đó, này ở đây mở nhạc lớn quá. Ok, rất là gì và này nọ. yeah, đầy đủ cái gì cũng này đâu, giỏ sách nè. Túi sách. Ở đây, nãy ở đây đông người chật chội, ồn ào. Lò nướng, mấy pha cà phê được. Đó, bạc nữa nè. Đồ gì cũng có bán. Cái loa. Không có cái gì, cái này vậy, cái ốp. Ốc đeo phone. Cái bọc phone. Này cái cây chống máy chụp hình, cái quay phim. Này cái kẹp nè, không kẹp hay gì, cái bóp là cái gì nữa, mình biết giống như cái kẹp máy gì không biết. Nên cắt máy cực tóc. Áo quần con nít. Ô, con nít.
Ở đây nó ồn quá, nhạc tùm lum, khu này nhạc không sụp sụp. Quần áo, quần áo, quần toàn bộ là áo quần. Bên ngoài trời nắng nóng trăm mấy độ. Trăm mấy độ F. Nó to. Không thôi là tính tiền. Ok, papa. Ok, Salim. Ok.